Hay đó. Ông bảo em là bắn mấy thằng nó bị yếu rồi nó mới nhanh chết, hiểu không? Thì một Ý viên nhỏ là đạo hai viên rồi. ý là em bắn có mấy viên đạn thôi là chết người, chứ không phải viên băng hay không. Người thiệt nóng tính vãi. Vậy là lúc đó trong chúng em có 18 viên đạn, 18, 40 chứ 18 là bao nhiêu ta? 22. 22. Mười viên chết thẳng. Ready rồi. Ủa anh Cao, mai mai ra phim mới phải không? Ủa là Đúng, ra tập mới ra phải tập mới đúng rồi. Hôm chơi bữa tối chơi là nó hết có tiếng gì cả. khuya lắm, nhiều khi rạng sáng ngày ngày thứ thứ năm mới có. Shit, for real. Thứ năm Hết mới chặng này có. vô này Ricky. Không Thần nghỉ anh mai sáng nghỉ lên. nghỉ thôi, nhật nghỉ thôi, 1:30 buồn ngủ à. Đúng rồi, cái dashboard của BMW S1000 2019 đúng đẹp luôn á. Cái dòng gì đồng hồ dòng tua Bây giờ đẹp vãi. Gheo có đi loại đó coi mà À dạ. Mình đang coi nó test. có hình nè, có quay clip lại, nhưng mà bắt con mắt nó nhìn không có, Xấu. không có nhìn, không phải xấu mà kiểu như nó không có hầm hố như Thì cái sao đợt nó cũ, nhìn như rồi mấy thằng phê cần mặt sụp sụp xuống. mà không biết còn giữ hình mẹ. Không nhưng mà được cái body đẹp, cái sườn đẹp. Mà gheo gheo nó thiệt chứ, gheo có tiền gheo cũng không mua mấy chiếc đó. Gheo thích KTM. Yeah. Về chiếc Super Duke đẹp No, biết tại vì cái gì? Cái mà cái chỗ cái position của nó gheo ngồi á là theo cái kiểu dòng dòng đó rồi. Không được ra gheo gheo chạy sport được, nhưng mà gheo không thích bơi, nó mạnh quá, chạy nguy hiểm Thôi, lắm. chạy cấn cũng sao ba. nhưng mà Cái solid work mình tới ngàn mấy luôn kìa. nó mạnh quá. Hồi đó game chạy chiếc này rồi mà, chiếc Mạnh hả? chiếc Mạnh lắm Ducati, chiếc này nè. còn cái chiếc cái nào bị hai lên cái hai mặt thì sao chiếc luôn chiếc này là chiếc hai hai tray hai bờ mô tách à, hai bộ thấy ở chiếc đó Việt Nam bán bốn nó trăm mấy, bốn trăm mấy đô thường quá bà. la. Hello Thịnh, khỏe mới rất mạng, mới có mạng rồi. 950 phải không? Chưa 950 phải Hình như ngàn hai vậy. không? Ồ ngày hai thì Anh kia tôi ok. chạy đã. Mà một ngày hai thì nó mạnh quá rồi, tất nhiên rồi. Xuống đi phượt mà khỏi nói. Đây mấy dòng xe Nãy Thành hỏi gì Thành? Thành hỏi cái số cái chiếc gì mà viết cái mặt FBMW mà dân cái mặt gì Thì đang đó Thành mới, ngàn đang Nhật mới nói đó. đẹp lắm. S1000 Chiếc đó nhiêu ba mấy ngàn không? không tới đâu, hai mấy rồi, Việt Nam á, Việt Nam 25, hả? 26. Chiếc đó ngàn cc nữa. Sao mà Thành thấy mấy Theo giờ chiếc giảm 150 cũng là ngàn cc nhiều mà chiếc không? này thôi chiếc kia không? Đi làm tôi đi vào. Chiếc BMW đó thôi chiếc Kawasaki Tùy người lái thôi. H2ZR. Rồi H2 là giống gì nữa ba? H2 là nó đâu phải ngàn đâu. Hai là giống H2 hả? H2 là hàm hố. H2 là nó là kiểu Vitron. Có hai cái chiếc phải không? Một Chứ nó loại chạy H2, một chiếc H2, một chiếc H2R.
đúng không? Giao chạy chỉ H2 rồi. Một loại chạy trong trường vui, một loại chạy ngoài. Chỉ H2 rồi, không được chạy ngoài đường. Mà thấy cho nó cũng chạy mầm. Chỗ Thành lâu lâu á, nó tổ chức ở ở mấy cái sân bay tư nhân á, mấy cái đường hẻm này vô sân bay tư nhân á. Ừ. Ồ, quá nó chạy đúng ghê luôn. Đi ngang qua nó thấy ồn chút mà. Sự thật về tình tiết gây chấn động, sao nữ vườn sao băng bị ép triệt sản để trở thành con tượng. Ghê. Chỉ vì làm ngôi sao mà chịu bán bản thân thì cũng có tiền ha. Nó lỡ đâm lao rồi. Mình đâu có trong hoàn cảnh người ta mà đâu biết được em. Có nhiều cái nó không lấy được. Buộc phải như vậy. Bị ép hơi như đi. Gọi là anh Khao nãy trong hoàn cảnh là rớt mạng rồi, không có gì làm. Chứ mẹ gì nữa, không có gì làm luôn á. The fuck là đi ngủ á. Ủa mà sao không có nói nó hả? Hay là tất cả khu giờ bị rớt luôn? Nó bị nó bảo trì. Bảo trì. Ừ. Có chị mà mình không có check email á. Mà chả biết làm mẹ định đi ngủ luôn á. Ừ. Anh thấy em bị rớt mạng á, anh vô điện thoại anh nói. Xui vãi nồi, chơi game không được chơi game chứ. Cấp 6 đây nè, anh Dư cấp 6 anh không lấy nè, ngay nhà anh đánh rồi. Sao Thành chậm vậy Thành? Cấp 6 rồi anh. Đó, cho đó đó, quay lại. Ngay gần mép cửa. Giữa giữa nhà. Anh Dư anh không lấy. Cho gheo đi Thành có luôn rồi nè. Ok. Con xu. Ghét à, bắn cái này luôn. Chị Tàu quá. Thương đi với anh nè Thương, qua Tàu. Thì trên đó mà toàn mấy nhỏ đó không biết nhỏ nào, có nhỏ nào biết chạy. Ở trên núi luôn á nha. The fuck. Ta đi tàu mà. Ta đi tàu mà em. Bye. Tích chấm. Ừ thấy rồi. Ủa Gheo, nếu mà vậy lúc mà mình đi mua vô mua xe thì nó giao xe cho mình rồi mình gọi bảo hiểm, mình chỉ cần đi bằng lái xe đúng mất đúng không? Nó đâu quan tâm tới có bằng lái không đâu. Cái gì vậy? Ừ. Thật ra Gheo, nói chung bên Texas thì dễ lắm, không có bắt mấy vụ mà không có bằng lái. Nó chỉ nó bắt lại để nó check coi mình có phải là ăn trộm xe hay không.
Còn nếu chạy đàng hoàng thì đó thằng nào cùng bắt vô. Đồ chắc sạch gì ta, đúng là dân keo bồi chắc. Trừ khi nào mà chạy ẩu này nọ thì nó mới ghét, thì nó mới bắt thôi. Chứ còn nó chạy bình thường thì đâu bắt. Trời ơi, thì... Bình thường cũng keo bồi mà sao khó khó tính vậy ta. Bữa gheo bị bắt vô. Mà gheo bị bắt chung với bạn gheo, hai thằng đang chạy cũng... Má mà hên, lúc đó đang chạy cũng khoảng 90-100 á. Mà đường cho chạy 70. Cái nó bắt vô rồi xong nó kiểu là chết mẹ, chắc dính speeding ticket rồi. Hên. Là nó bắt là tại vì cái bảng số xe của thằng bạn nghe đây nè Gheo. Nó cúp vô quá hả? Ừ, nó không thấy, nó không nhìn được. Cái nó bắt vô nó warning rồi, xong đi. Không dễ gì ta. Ừ, nó không hỏi tới Gheo luôn mà, nó thằng cảnh sát khác tới hỏi là mày có cần tao check license này luôn không? Cái thằng kia mới kêu là không, thằng này không có làm gì sai hết. Nhưng mày có SKS nè. Anh có à? Này, hên cái gì mà hên, cái đó mà hên gì, cái đó là COCC mới được vậy chứ hên. Nhìn mặt là biết rồi. Đâu phải COCC mới được vậy thôi chứ. Ờ, có cầm bè, có cầm bè nè, ai lấy không? Được. Ok. Cái bè mà vô đứng con gái mà đứng trong cái em mới học nghề cầm cái bánh mà muốn chụp tấm hình bằng đồ mà thấy nó quê quê. Này. Nghe gì? Không có. Đa bình máu nữa. What the fuck, giật gì? Ủa sao nãy mình thấy mai thương bắn không giật, người bắn giật gì? Ơ, tùy người cầm em. M249 nó không có giật lắm đâu. Nằm xuống em. Anh gắn cấp 6 á. Gắn cấp 6 vô. Anh gắn cấp 3 nè, giật vãi. Nằm xuống. Cấp 3 thì em... Nằm xuống. Em có xuống gì mà sao? Dạ. Em có xuống gì? Có cấp 4 nè, lấy không? Có. Một lần có chơi lớn liệu anh có hàm hộ. Má đau bụng quá. Wow. Wow. Mà làm biết đi nấu rồi em, ô đi nấu mì. Vậy em bứt đôi bà bốn nha. Ừ. Trời, cái lúc cái tranh giành xong rồi. Rồi bắt người ta bắn AK. Ờ. Ai bắt? Anh buộc người ta vào thế phải bắn AK. Ờ. Anh tưởng em hỏi là em không bán. Thì em không bán nhưng mà anh Thành bán. Ơ. Ủa, Thành nó có đuôi mà. Bán lại em mà bốn đi Thành. Anh có mà bốn mà. Ê. Thương. Thương. Ủa. Ủa cái gì? Có ba keo à. Cái gì? Chế rồi. Ghê sự lát nữa không được cụ đâu. Ừ. Cụ. Gì. Nghe ngủ mà lát nữa nghe ngủ mà. Ừ. Buồn ngủ thì phải ngủ thôi. Thằng nói học cái bằng mô tô cái là lát đi. Ui. Đâu có lo mắt em. Dễ mà, chủ yếu là học lý thuyết thôi. Đâu thiệt ra dễ lắm. Đi học, nghe đi bỏ, học Thành bỏ ra 200 đô. Uh-huh. Xong rồi đi học cái lớp cuối tuần là thứ bảy với chủ nhật. Là từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. 2 ngày hả? Ừ, 2 ngày, ngày thứ bảy á. Nghe không biết bên Thành sao nhưng mà bên Gheo á là sẽ tập. Ngày thứ bảy á là sẽ đi vô lớp học, là học lý thuyết. Yeah. Rồi xong ngày chủ nhật á là sẽ ra sân tập khoảng nửa buổi. Anh có laptop nào ai lấy không? Không. Nó có nghĩa là nói chung trong vòng 2 ngày thôi là có cái bằng. Mà nói chung mình cũng đâu cần phải thi đâu. Ờ giống hoài Kelly mà không thi. Đâu Thành chỉ cần đi học, Thành lấy cái permit đó là Thành được single ride rồi. Có nó khác. Bằng mô tô không có cái vụ đó. Bên mình là mười hai bốn chấm này. Nếu mà lấy một cái phù, một cái bằng phù luôn á là được chở người ta. Còn nếu mà cái bằng là thôi mình á là chạy một mình. Bờ mà chỉ được 6 tháng được chạy, kiểu như phải chạy mà máu nhiều quá ta. Em nhiều máu quá. Bên Nhật có cái vụ đó nữa hả? Tại vì thường chạy bay đâu có ai chở, ít.
cho nên nó có một loại bột, nó không có ví dụ mà có một cái tại bữa mà lên mình cầm cái lo cái tại sao bên mình á chạy xe cũng có đâu đó phải không luôn. Rồi thì bên này cũng đâu cần mà bắt buộc phải có mắt kiến thì đeo mắt kiến không đâu xe đó. Cái đó mọi người cũng nghe là 600. Nhật đang thích cái cái 1000 mấy. Đi đâu á? Gheo có, gheo dán ham hố gheo. Ham hố á. Em tới em xin nhẹ cái mũ cái mũ thôi. Có ba lô không? Cho anh cái ba lô đi. Bao lâu rồi mới thấy đây mà. Ngay sát ngay đây nè, ngay chỗ này. Cú bắn AUG quá mà mất một chuyện rồi. Đang sáng dễ thương. Dạ. Nhanh nhanh để anh lấm nữa. Đang sáng chưa? Ê lụm nhùm. Anh sáng chưa hả? Còn nhấp 3 để không ai lấy hả? Thành. Để nhanh lên tới xe. Em ăn sáng chưa hả? Mới ăn lại đó. Mới ăn thịt bò đó ba. À tụi nó chưa ăn sáng, tính mình tụi này 8 ngàn cho ăn sáng mà ăn rồi xong là tốn 8 ngàn. Nếu mà người ta đã muốn đồ này á, Phúc Quỳnh nhá. Không ép buộc. Ủa hôm nay lượm đồ khỉ hả? Ủa cái bạn gì đó, sao hết nghe gì ta? Có 2 bộ mà, còn bộ trong nữa mà, không ai lượm nữa hả? Alo, alo, alo. Alo. Alo, alo, alo. Thích phong bị gì ta? Alo, Cable. Alo. Alo. Yeah. Ho, ho. Ông không nghe mình nói á. Alo, alo, nghe chưa, nghe chưa? Alo, Cable. Ờ, nghe, nghe, nghe. Hồi nãy nó, Thương nói gì Thương? Thương nói là đi ngủ đi. Chuẩn bị giờ nè, đang đợi cho cái phòng nó bay cái mùi đèn cây ra bớt nè. Úi, gần, gần. Chạy không? Gần lắm, trên núi á. Trong... Ủa hai bên luôn á nha. Hai đầu nỗi nhớ. Bye you guys. Ừ, bye. Lẹ nè. Lẹ tim up qua nè. Mà 24 nè, cấp 6 đây nè. Up qua đó. Mà tìm đường xuống bo trước đi anh em. Em thấy cái bo này hơi khó. Này xuống được mà. Cái này nhưng mà cái này ngoài bo rồi nè. Chỗ chăm xuống được. Chỗ này không xuống được đâu. Chỗ này bị bít rồi. Nhảy xuống không có mất máu. Mất xác luôn đúng không? Đúng. Áo thuật gia hầu biến nó mất xác. Chuẩn bị 4 người chết. I believe I can fly. Chuẩn bị... Ơ em nhầm. I can touch the sky. Chết mẹ em nhầm thiệt rồi. Thì không vậy? Đi vào hướng này nè. Đô phải nè. Ơi chết tôi rồi. No. Em trượt chân. Đi vào phải liếm bò siêu. Đâu. Ê ê có thằng vô nhà, có thằng chạy vô nhà kìa. Chết mẹ rồi, mọi đồ bất cơ. Nghe kêu làm cái gì không biết. Ủa không, chỗ này xuống được.
Nãy Không đúng được. ra nãy, nãy anh xuống được á mà anh lỡ bấm mạnh quá. Trong nhà có nha, hai thằng. Em nhìn được này, anh lại biết không được rồi. Nhà trái nhà phải kìa. Nhà phải. Anh thấy ngớp rồi nè, anh thấy ngớp rồi nè. Cho nó thấy em rồi, mày nó. Em safe. Thành từ từ Thành ơi. Em đáng chết. Lỡ tay. Lỡ tay. Nó tới nè, nó tới nè, anh thấy nè, ngoài đường vô nè. Hướng trăm, hướng trăm. Có hay không, có thằng ngay nhà Thành đó. Hai thằng chạy vô trọng đó. Hướng trăm vô tới đó, tìm tìm nó đó, tìm bộ đó, tìm bộ nó đó. Bây giờ em bắn nó nha, cho nó bắn em nha. Ui điệt. Ơ nó bị nốc rồi. Anh thấy nó rồi, anh thấy nó rồi. Nó bị ai bắn không? Có em kìa hả? Tới, có thằng bộ nó tới á. Nó bên trái. Trong nhà Thành kìa, anh thấy thôi kìa. Trong nhà Thành luôn. Anh quăng bom nha, từ từ Thành. Cái boss nè. Ủa này thấy hai thằng lộn mà thôi. Nó quăng mình. Cây cây ngoài đường, cây ngoài đường. Chết mẹ rồi, biết cứu được không? Chạy bo, chạy bo, chạy bo, bỏ bo. Ở chú mặt có, chú mặt có, hướng sâu mưa anh Thành đó. Mày thường thấy không? Thấy nó mày thường. Bộ nó bên kia. Bộ ở trong nhà. Ai quăng khói vậy? Em ui. Bộ ở nhà dài em ơi. Em xếp, em xếp, em xếp. Bộ ở nhà dài bên phải. Hai, nhập. Cái khu nhà này là có 3 thằng luôn này. Anh không chạy lên được, bị ke rồi. Ráng ráng nằm đó đi. Nhà nó ngoài bo kìa. Anh thấy thằng bồ nó. Mấy giờ lên nổi nổi không ta? Nhà dài đó hả? Ừ. Ok ok cho anh theo chạy cái. Ừ. Một cái nhà ngoài bo nha. Là bắn ai á? Hai nhà bắn nhau á, cái nhà trong bo bắn cái nhà ngoài bo. Hai team hả? Hai team, hai team. Cái khu nhà em chấm nó có 3 thằng rồi. Thằng lẻ ở nhà bo này nó bắn anh. Thằng lẻ ở bên phải anh kêu á. Dưới lại thằng trong nhà. Thằng QBU đúng không? Ừ. Ra nàng lẻo ra nè kêu ơi. Đá kêu ơi. Rồi, trong nhà hết. Em một phải nè. Nhà dài gần nhất. Nhà dài nằm ngang á, không phải nằm dọc. Nó xuống sau rồi, xuống sau nhà chó rồi. Nhà chó, mà ăn đầu quá. Má nó ở bên bo. Hai thằng.
Ơi, bắt tường cơ kéo. Em không thấy thằng cái tường à? Không, em lúc em chạy qua chạy, tại vì nãy nó trong nhà, nó chạy ra ngoài. Đúng là đứng một chỗ thôi. Ừ. Mê cũng sắp nghỉ rồi, tụi nó sắp nghỉ rồi. Vài game tụi nó nghỉ giờ. Ai dời đó kêu sớm mà đai mọi người ơi. Thì này vẫn hay mà. Chờ em bị lắc hả? Lắc chết. Nadia dùng 1 chấm không dám tay hỏi. Em là nhiều không chấm mấy? 96. Sắp lên được chấm rồi. Ủa, em survival mà em 0.6 hả? Chết cha mít cái súng mà. Chết. À, là bắn em kìa.
gọi luôn. Con chó rách nè. Mày xây cái build cho coi. Qua nhà đội đi. Không có súng ai luôn. Nè nè, barrel nè thôi. Hay là M4 nè, có M4 đi. Mình chia ai hai hả? Đi chung chữ. Đi theo đi. Bỏ ra đi rồi. Chờ chờ. Có tim rồi sao á? Ừ, thấy có tim. Bên này người ta ít chạy đến Paradise kem vậy ta? Có chứ, tùy tùy thôi, hên xui thôi. Ừ, nhưng mà em thấy cái nào đến bóc cuối nó vẫn đông người á. Nó nhảy ít. Mấy này nó try hard. Như cái thập hết rồi. Đây nè. Trên đầu nè. Ê, chung ga. Trên đầu, trên đầu. Nốt trên đầu hả anh? Ừ. Em vừa mới nhảy. Có thằng nữa. Con. Con nét. Có nét băng đi anh, không có gì đâu. Ê, what the fuck gạt chị? Chơi bắn gạt kỳ ta. Việt Nam mà em thấy thằng đó Việt Nam mà. Yeah. Ray miền Tây các thứ. Nguyễn Thanh Vy mới bao giờ chơi game? Là không biết. Để xấu quá, bắn gạt luôn. Mà cái đó mình bị thất thế rồi, nó trên mình dưới. Không, tại vì nó gạt anh mới chạy qua chứ đâu anh đâu có chạy qua anh Chí. Ừ, em cũng chẳng chạy qua anh. Nó ba thằng, ba thằng ở trên. Mình vẫn có lợi hơn nha. Nó trên chơi mình thấy được cái đầu nó trước mà. Tại bị nóc mình mới chạy qua. Chứ thôi, chứ thôi anh đâu có chạy qua đâu, anh đứng luôn. Bắn gì để bị nóc. Anh thấy anh Thành không? Anh Thành mới hỏi bạn đó, để thuê đó, coi chừng đó. Tên gì Thành? Nguyễn gì? Thôi đừng có bắt chuyện nữa. Nguyễn Thanh Vy hả? Quên. Cái gì Thanh Vy ta? Thương em nhớ không Thương? Không. Làm như Thương là bách khoa toàn thư vậy á. Dũng hỏi Thương. Không, em hỏi nhớ hay không, nhớ cái tên không. Sao em hỏi anh Khao? Nhớ không anh Khao? Không. Ê. Anh là dễ, cái gì mà không có quan trọng là anh cho nó qua hết rồi. Tụi lỗ tay này qua lỗ tay kia à. Đúng vậy. Anh Vy, Tường Vy,
Khánh Vi. Đây ba chữ là Trần Thu Trần Thanh Vi. Có Việt Nam ở đâu vậy? Ở Việt Nam á, ở Sài Gòn. Nhảy nhảy nhảy. Quận Bình Thạnh. Có sống ở một số thời gian đó mà. Dễ hả? Hey, chị anh thấy em quen quen. Trời, địch cũ rồi xong. Trong bến xe mà. Ai quen được. Nó súng hết, nó súng hết. Em lượm súng là anh không có cái gì hết. Rồi, you guys. Bye bye. Ủa, thấy hai thằng lắm mà. I'm here. À, nó có súng mà, nó có súng. Không biết. Này nghe tí nè ở trên nè. Tụi anh dưới lầu nha, tụi anh dưới lầu hết rồi. Để bơm máu cái. Nó cạnh anh kìa, nó cạnh anh. Cái lỗ phải không? Lỗ dưới lầu phải không? Ừ, nó cạnh lỗ. Ok. Ủa bên này. Lỗ anh gạt luôn. Gạt đi. Coi chừng trên đầu nha em, coi chừng trên đầu nha em. Nó trên đầu á. Tại vì hai nhóc bắn ghẹ không. Mà em thấy có hai thằng, một thằng lẻ và thằng này là sao đó? Nó không có lượm được súng chứ, lượm được súng rồi đâu có gì. Có hai thằng hả? Ừ, em thấy có hai thằng. Một thằng lẻ rồi. Một thằng lại nốc. Thì thôi, mình ra cho lại. Wow. Trời. Một con rùa. Lên đây kêu. Ê, lên đây Thành. Đây mình ôm bom mình tự tử cho. 2.5 mét. Ghê. Hết rồi. Đê rùa nào mà 2.5 mét trời. Bên ngoài tam bang, ngoài biển. Leatherback đi. Chẳng đế thiệt chứ. Wow. Mấy đứa con của COCC có mấy sở thích tào lao á, rất cao. Ừ. Sở thích gì? Tiêu tiền hoang phí đó. Ồ, đúng rồi. Gì vậy? Không gì hết. Ai nói gheo đâu mà gheo hỏi gì vậy? Thì em hỏi đang nói gì cho em ké. Trời, cái ông mà hôn cái con kia trong thang máy giờ bị ghê trời. Phạt 200 ngàn à. Phạt 200 nghìn là một chuyện nhưng mà nó bị cả cộng đồng mạng chửi. Thì ai biểu biến thái. Nó xe cho rồi nó còn in cái tờ giấy ra, nó dán khắp mọi nơi luôn. Vậy cho đáng. Cái mặt thằng này ra. Cho đáng. Ờ, anh chưa coi clip không? Cho chưa. Chơi trò tàu lao. Bình Mỹ mà vậy thôi chắc vô tàu ngồi bồi thường. Nó cho lao động công ích thấy mẹ luôn. Nhỏ kia được tiền xuống luôn. Nhớ kia vừa được tiền mà thằng này vừa bị đi lao động không ít. Nói đi em. Đúng rồi, đụng vô người khác nguy hiểm. Đụng vô người khác. Ủa, nhưng... à, bị bắn à, thì nó người khác này có súng là bắn.
bị quýnh cũng không kêu ok được gì á. Mày thương thề luôn chứ, có mấy cái tiểu bang á, chắc tiểu bang ghêu á, vô gì? sân nhà, vô sân nhà cái mà không phải người bạn á, nó nhắc đúng xuống nó bắn thì đúng không? Mình thích sợ thế hả? Không. Có chứ. Bắn bạn nhầm mà. Nó nhầm đi. Thích sịch là thủ thủ phủ của súng ống mà. Ừ. Không, Arizona anh. Thương. Thương đó đi em. I'm ready there. Ủa? Chết rồi hả? Từ từ nãy giờ. Em đang đọc cái thằng đó. Hình như nãy anh Khang gọi tự nhiên thương em. Ủa? Arizona đâu phải của súng ấm đâu, Texas mà. Anh thấy Arizona nó kiểu như nó cho nhiều hơn nữa. Có là Texas đó, Texas là thủ đô của súng luôn á. Texas là dễ nhất, mua dễ nhất, dễ, nói chung là dưỡng dễ về súng. Anh có súng không? Có. Gheo có súng đó, một cái súng 2 viên đạn đó. Nói chứ anh đâu được mua đâu, anh du học sinh mà. Bên đây mua súng nó chắc dữ lắm em. Nhưng mà mua để nhà được. Mua nó mua lậu rồi. Thì bây giờ có. Background đủ kiểu. Coi mình có criminal không á. Không, bên Texas thì nó kiểm tra những người kiểm tra dễ. Còn bên Cali ấy. Kiểu như Cali là cái tiểu bang này cao. Nó giới hạn xuống ống nhiều nhất luôn. Cali là cái tiểu bang mà được bị ghét nhất. Sao ghét? Chú nợ à? Chú nợ chú chởm à? Vậy như kiểu nó ủng hộ thì Morat à. Với lại nó kiểu như nó giống như là theo em nghĩ là đa số là người nghèo á, là Cali là cái bang mà ủng hộ, giống như là nó nhiều cái benefit cho người nghèo giúp. Cali cũng là cái bang bóng tối. Thì tại mắc nợ á. Dễ em. Giống như em lấy xe em chạy qua thôi, em chạy từ thành phố Hồ Chí Minh lên tỉnh khác thôi. Ừ. Muốn xe truck thôi gì đó. Một team, hai team, hai team. Quan trọng là em có thời gian để em chuyển nhà hay không thôi. Nghe tới như nhà mệt mà. Thì có thề. Đâm súng lẹp. Ôi, đứa nào rớt rứa rồi. Thành ở dưới nè. Hết luôn, what the fuck? Lên một team. Ghê à? Lên một team. Hết luôn hả? Chưa. Ngoài kia có nha. Ê, vô kìa, ngoài kia vô kìa. Ôi. Vì đét rồi vậy? Bên chỗ. Em. Ồ, anh trắng máu luôn. Má xem, trời nãy bắn kia hụt hết luôn á, trời không tin luôn á. Dễ không? Anh thì tin đó. Người vậy? Được lắm, được lắm. Người được lắm. Thương nha, thương. Em bất ngờ thôi mà. Surprise, motherfucker. Lại học, đâu, đâu học. Có máu không cho anh em? Có bandit nè. Vô ơi, ca nè. Anh có. Rồi trong lẽ giờ anh ngồi quấn băng vệ sinh ta thiệt thề chứ. Ghét, game này ghét nhất cái trò ngồi quấn băng vệ sinh đó nha. Một hết rồi hả? Hồi đéo quấn luôn. Có, hình như còn á. Chết bỏ. Nè anh. Có nè. Mới lượm được nè. Máu nè. Đâu vậy trời. Tưởng anh. Nhưng mà biển có nha.
Ờ hướng bay đó thì có rồi, chắc chắn có. Thấy trên trên 4 thằng. Ừ thì em thấy anh khao như chết luôn thằng kia rồi. Ừ. Anh ấy vẫn còn còn nốc thằng khác mà. Hai team đó. Kiểu chấm có K88. Em như dành thằng AR. Không, ai nóng cơ. Nhớ em không xem thì em có thể chắc lắm. Không phiền là sao? Không xài. Không xa như hai cái anh chắc phải lấy được hai cái. Wow. Anh tham thế à, lấy luôn anh lấy luôn em đúng không? Em có thể dùng ra ngay đó. Anh ăn gì em cúng ở bên nước ngoài chắc không có cúng bái đâu ha. Có chứ, có thầy bói nữa mà nói chi. Có cách thầy. Là của Mỹ luôn hay là do Việt Nam nó du nhập vô? Tôn giáo du nhập. Tam bang kìa. Anh không có cớp nha, anh có ca mà có cớp á, bắn rùi rùi không á. Em cũng không có cớp. Em không có cớp. Em bắn gì? Nó đó. Thành máy sai lần hả? Ừ. Rồi thấy rồi, nhưng mà má không có cớp sao bắn trời. Nó vô nhà dài rồi, nó vô nhà dài rồi. Em vô rồi lại nè. Dạ số 4 á. Mày bố mày có cốp rồi. Con trai mà sao dùng từ bố ấy lộn, con gái mà. Nó là mẹ mày chứ. Em nói vậy rồi rồi em thấy cái câu chửi nó có hấp dẫn không? Ê, vừa phải đó nha. Đứng đâu thấy được anh ta, anh không thấy nó, điệt mẹ nữa. Anh sếp à, cố gạt đó chứ. Em gạt thằng đó rồi, thằng bắn anh em gạt rồi. Để em cứu cho, em cứu cho. Cho anh sếp không sao, từ từ. Bắn đi. Nó chạy vô nhà lại. Được không anh? Ê, hướng khác nữa. Mẹ. Hướng khác nữa kìa. Có máu vô anh kìa. Có. Có một cục. Mất giám luôn à. Gil ơi cho Thành máu, Thành chạy vô. Nó đâu? Trong nhà luôn hả? Nó chạy qua phải hả? Hay à. Một thằng trước mặt á, Thành bị bắn, thằng đó bắn lén á, không thằng nha. Nghe tiếng súng à. Mẹ nó. Bắn đầu rùi luôn. Trong nhà dài, đúng rồi nhà đó. Mày chắc chắn lựu đạn không vô đầu mày đâu nha. Rồi ăn nguyên chắc lựu đạn nè. Có chết không? Trong nhà. Bơm máu nghe ra rút kim kìa. Bắn bố. Đúng rồi, bắn bố mày. Bắn lén này. Mày bắn lén. Nói trước cho anh đi. Nó có scope không? Không có cái gì luôn á. Và thằng này có cấp 4 nè. Kìa. Cấp nhiều mà em đi dành anh làm gì? Anh em vậy mà đi dành với người già. Ừ hay. Trời ơi, nguyên trái bom trên đầu luôn kìa. What?
No. No, give me. Trời, có máu không? Trời, nhiều quá. Anh có đúng một cục. Em 5 cục à? Trời ơi, chấm nha, em bắt đầu chấm 22 phút nha. Get it, man. Không kịp rồi. Bo đốt rồi. Không kịp, bo đốt. Không kịp, bo đốt. Má, cái bom sầm lìn thiệt chứ. Hai lần rồi đó. Ông trời đã muốn anh chết rồi, anh hiểu không? Không thể nào thoát được lưới trời. Mình đã nghe tiếng rất gần là dán chạy vô cái lỗ mà không kịp nữa chứ. Gần vô cái lỗ rồi, xíu nó vô lỗ rồi. Có gì máu không? Có một cục á, xác anh có một cục máu á. Chắc thằng Gheo lấy luôn rồi. Anh nghĩ xấu em vậy luôn hả? Thật sự luôn á. Em có lấy máu anh không? Này, anh lấy. Trời ơi, phát này cho anh Thanh đi. Có rồi, anh đâu có lấy của anh Khao đâu. Đây em lấy rồi. Đây, anh biết bắt. Biết nhiều ghê luôn. Có cục phớt ở trên đó cũng lượm mới được. Trong khi đó nãy là được bứt hai cục phớt ở chỗ kia là lượm rồi. Anh bứt lại cho thành rồi. Bứt cái cục. Có hai cục thì gieo đưa cục muốn gì nữa. Đổ bà nó thiệt chứ. Nghe gần lắm rồi, dán chạy vô cái lỗ không kịp. Đúng là có số chết thì đằng nào nó cũng phải chết. Nước đâu? Cho tôi mấy chai nước rồi. Đây này có cục 4 nha. Cho tôi cục 4. Thiếu nước không? Thiếu nước máu không? Bên này nè. Em lút rồi. Xin lên chia cho 7 nước nè. Cho anh em. Đây, bắt chữ đường nha. Ok. Gieo lại lượm rồi. Thì mình không có cái gì mà cũng phải lượm chứ sao giờ. Ủa ý giờ mấy bạn không cho mình đúng không? Ủa đi. Giờ có mấy bình máu? Giờ có 2 bình máu. Cho bình nữa nè. Giờ, thấy giờ Thành mới lượm được bình thôi, chia cho bạn thôi. Gì lâu vậy? Bấm Alt đi, đừng nói thằng bấm Control nha Thành. Chết chà, Thành chưa biết và phím nhanh. Control chuột phải, control được mà. Chi đôi mà đã. À là tờ. Cái đó chi đôi. Bấm control là. Control là trái. Không bấm. Control chuột trái. Làm gì được? Là chi đôi. Alt chuột phải mà. Không, em cần chuột trái là chi đôi. Của anh là Alt chuột phải. Control chuột trái chi đôi mà. Cần chôn chi được mà. Chứ anh chứ cần chôn của anh là vứt ra như nào? Vứt số hả? Cần chôn chuột phải là vứt số, cần chôn chuột trái không ra gì hết. Của em á, mà cần chôn á là nó sẽ chia đôi, khi nào mà anh muốn ấn số thì anh mới ấn thôi. Nếu anh không ấn thì nó sẽ là chia đôi. Có nghĩa là em vẫn phải bấm thêm ok đúng không? Bấm thả thôi. Ngồi xuống control kéo ra là chia đôi. Ờ em phải kéo ra hả? Anh chỉ cần lít vô cái đợt cất đờ thôi. Là nó tự động nó văng ra luôn. Anh là chuột phải. Vậy rồi, thấy lẻ hơn, thì cũng vậy. Thì thay vì anh ấn chuột phải thì bên này sẽ ấn chuột trái. Giờ mày phải quăng ra, đúng không? Nó phải kéo quăng ra đúng không? Cái này đâu cần đâu.
cái này bấm cái một là rớt hả? Thành đang ngồi thử. Chết mẹ rồi, bắn mít hết rồi. Thành đang ngồi test không ra phụ bạn. Một viên rồi này. Ui 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 ui. Ôi công viên công phượng quá. Bắn vô tay nó hai viên à. Nó đằng sau nhà kìa. Trời ơi sai lầm giật quá. Có con bé trong đây nè. Trong đây có cái con bé. Một là bắn vào tay, hai là bắn vào chân, nó hai viên. Nè. Bo kìa không? Nói có buồn quá à. Nước thương ơi, làm như mình... Làm ai cũng như gheo vậy. Thiệt á. Ờ, tuy là em nói hết thiệt nhưng mà cũng không nên nói như vậy. Làm ai cũng như gheo vô bổ thóc li lị á. Trước mặt em kìa thương, ngay cục đá trước mặt em kìa. Ê, trước mặt kìa. Từ, khoan bán, Cái thắp canh á, thắp canh. Nó thấy em đổi sao? Không. Ngay thắp canh á. Nó chơi thắp canh luôn hả anh? Không biết, nó chạy qua ngay thắp canh rồi, không biết nó đâu rồi. Kìa bên cục đá trái. Tắt cốp, có thằng hơi yếu rồi. Nó bơm máu rồi. Nó ló ra bắn anh à? Cái cây á. Có cây chứ mà đi. Solo. Solo si quát. Bên khác 3 rưỡi đúng không? Đúng rồi. Thì thôi nghỉ đi. Game game hai game, game nó nghỉ. Ok. Tao đã đếp mẹ. Thôi gai quá không. Thành giờ ngủ mà tới ai nữa. Một hai game nó nghỉ. Thấy tụi bên Hàn Quốc nó loạn quá ha, y chang như mấy bộ phim vậy. Ôi. Coi vậy chứ không có đâu, nó chỉ là trong tình trạng cảnh báo, cảnh giác. Vụ gì? Thì mấy cái vụ mà kiểu như tập đoàn gia đình nội chiến trong mấy cái kiểu big company á. Lotte này nó Samsung đó. Thương trường mà. Game này giờ chắc không comeback nổi đó ha.
chắc. Thằng này hồi xưa là bạn em mà tự nhiên giờ em thấy ở trên Play Đua có phốt á. Phốt gì mà lừa gái lừa lúa. Hồi xưa nó là tốt thuê của em luôn đó. Ờ mà tự nhiên vừa mới lướt qua. Điều chuyên chân gái gì đó. Chuyên chân gái trên Play Đua gì đó. Thằng con này đang là người yêu của thằng này thì vô tình con này thấy Facebook của con kia đăng hình đi chơi thằng này hôn nhau á. Giáo viên hả? Ừ, giáo viên đấy. Giáo viên học khoa chính trị. Bất chất vậy. Mất chất quá. Ờ. Nó có gà em không? Nó không có gà em nhưng mà lúc nào nó cũng muốn kiểu nó bảo là nó sẽ tặng quà cho em á, nó muốn tặng quà cho em thôi nhưng nó không có gà. Thì nó gà em đó, nó rải thính đó. Chưa, nhưng mà ý là nó muốn thôi, nhưng mà em đâu có địa chỉ hay là em đâu cho gặp đâu. Chị đó. Nó có ý định rải thính á. Ai ai chuyện gì? Thành. Gì? Nói anh Thành đang ý định rải thính. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Thành tắt mic game rồi nè. Thành đi kêu để nghe hả? Nhiều chuyện giả mang. Tôi tìm ở khao 2 tìm. Cậu với khao đông. Má nhảy dù thiệt tục thiệt. Nhảy văng là thuốc mà kia luôn. Rồi có thằng chết gì falling nữa. Sao nhảy mà em cười đâu cũng. Mà sao cái vụ này bắn AK dở người ta. Có luôn. Thằng nó lên bắn yếu rồi, đầu em tưởng nó nốc rồi. Anh không, anh bắn trúng AK mà vô tay nó hay gì á. Em thấy bắn ra máu hả? Anh trên màn hình của anh thì thấy em bắn không có trúng viên nào. Em có thấy ra máu cái gì? Ừ, lúc mà thương bắn á. Ra mà anh. Ở màn hình anh nhìn thì không trúng. Em tưởng nó nốc luôn rồi á. Nó còn đứng bơm máu mà sao không ra được. Còn đứng bơm máu mà ngay từ chích phớt mà. Anh thì anh không thấy. Không, cái lúc đó anh chưa bắn. Lúc đó anh đang còn đình đình ở dưới mà. Cho anh có chích phớt luôn. Anh có bắn một viên ca chứ đó. Trúng ngay tay. Thôi mấy bạn đừng nói gì. Thành giết nó mà mấy bạn cứ tranh nhau. Ừ, Thành có giết luôn hả? Thành đứng ngoài bo tự nhiên để cho mất mất đam mất máu quá chừng Thành mới vô. Không, tại chấm mấy kia lên chứ. Ồ, ủ ủ ủ hấp dẫn hấp dẫn hấp dẫn. Rốt cuộc Thành chết luôn đâu. Mấy người đó không được gì chứ. Cuối cùng kế hoạch phá sản á Thành ha. Rồi em không biết nó nằm trong hai cây nào. Ồ yeah. Vô thôi. Không cóp nè. Đầu ruồi không nè. Cho anh cái đi, cho anh cái. Ui, xa thế. Ở trên container nè, gheo, sao vẫn leo lấy gheo. Mắc để mắc cá à. Càng đấy. Anh qua lấy cấp 6 nè. Dạ rồi thấy mình không nói gì. Ờ. Vậy hả? Lớn nữa em. Nói đi em. Nói gì? Hồi nó xong mà kìa, nó im rìm luôn rồi kìa. The fuck.
Vô lên nấp đi mấy đứa. Đang lút anh ơi. Trời đất. Để cho bắn đi mình cứ lút. Hết rồi đó. Trận chiến đã kết thúc. Cho nó bơm máu đầy đủ đi mình chơi chứ. Chứ giờ mà vô bắn nó kỳ luôn. Một thằng ở nhà mang nó canh đi. Thì giữ nghe mà. I don't hear anything. Thật thích bây giờ chỉ nghe tiếng bơm thôi. The fuck? Tiếng bơm như đây nữa không? Tụi nó bắn còn phàn tụi nó từ tử anh. Vậy em kêu giờ em muốn nghe tiếng bơm. Nó phải như tụi mình đâu mà từ tử. Hạt lắm á, chơi là chơi hạt lắm luôn á. Có khi dở đi luôn rồi á. Có khi dở đi luôn rồi nó qua mình nữa. Kìa thấy chưa? Có khi nào nó dụ mình không ta? Đúng rồi, nó dụ mình. Nó nhảy xuống tiền rồi, Nó đang bơi. Có thằng nghe thương á. Ngay nhà trên lầu 2 á. Có nhà ngay anh có thằng luôn nè. Nhà ngay anh có thằng nè. Lóc thằng dưới nước nè. Nhà anh có thằng nè. Ngay cửa sổ thương, từ từ thương. Nó bong bơm ra. Chết luôn rồi. Oh no. Nè. Coi. Em nhìn gheo nè nha. Em thấy không? Em có biết nó nóc ở đâu đâu. Chính vì vậy nên anh vẫn đang đi tìm. Nói chứ em biết nó nóc ở đâu nha bộ. Em thấy không? Đồng đội chết thì mặc kệ đồng đội á. Gheo cứ âm thầm lặng lẽ thôi, âm thầm bên em. Thì anh có nói gì em đâu. Coi cần phải cầm đỏ. Ca trên này nè, ai cần thì lên lấy nha. Ai cần cấp 6 không? Để trên này có nè, trên này có cấp 6 nè. Chỗ này có cấp 6, có ca nè, lên đây lấy. Trời ơi, giờ có chị trước mặt nhiều với thằng nói nữa. Thật sao? Ra lấy, thiếu gì? Tới sau rồi khỏi lên. Cần nước không? Cần. Sau lưng, đằng sau quay. Còn nữa không? Có băng đạn không? Không. Máu anh không có, anh có nước thôi. Ủa có ca ngoài này nữa nè. Có thêm ca ngoài này nè. Bên ở kia. Giữ đấy. Một bình được rồi, bấm bơm xong phát kêu một bình nữa. Mệt lắm. Okay. Ví dụ mình không? Tay cầm băng đạn. Nó biết mình tới. Ta cầm hết. Nào cầm đỏ nè. Rồi cấp 6 đây nữa nè. The fuck. Ồ, có máu nè. Có băng đạn AR nè, lấy không? Cấp 6 ở đây luôn nè, anh quăng ở đây luôn nè. Đó. Thích thì có lấy. Nhiều vãi nồi. Còn thêm máu không? Dạ. Anh có nhiều máu lắm. Dạ, gheo, cho gheo nè. Không, nó câu mình á, nó biết mình qua đó, mới nó mới chạy thuyền đó. Cái này là ăn
kia mắng dở quá, đúng RAM nên lấy top 4 RAM bắt. Rượu, đó. Yêu, giả là kêu 2 bình này kìa. Dù quê đủ rồi, 5 bình rồi. Hình là hình không thích nở ai gì hết, hiểu không? Ừ. Giả là... Bây giờ em tự bắn cho người em đi rồi em bơm máu đủ 2 bình thôi. Trời ơi. Cái số dài quá. Giáp 3 mà anh biết cái số dài người ta làm sao anh? Bắn vô chân á. Nó không giáp đâu. Kêu con gheo á, kêu con gheo quay qua bắn vô chân á. Dạ có. Ok, sao không nói. Thấy chưa gheo. Này nó đọc phút. Em cũng gánh lắm. Có chiếc bán à, lấy không? Anh có à. Em cũng gánh lắm. Tại vì biết nó, chị thấy vậy, đọc xem nào. Xem đây là có cái sếp nào hay không? Chứ người em không biết thì em không đọc. Quay tâm gì không? Xem đây là đâu có sếp nào hay không em? Nhiều chứ anh. Phút Kim Anh nè. Phút Kim Anh. Nè nè, phút 6 nè. Hot Kim Anh nào, vụ gì? Có gì hot đó. Tỷ đó. Quá hot luôn. Chuyện gì? Thì kiểu như là nó... Nó quen thằng nào ở nước ngoài như kiểu gheo vậy nè. Ý ý là mấy người như kiểu gheo như anh này nè. Xong rồi cái là... Sao lại sao em ví dụ anh? Ví dụ khi mà thằng đó về Việt Nam á thì... Hai bọn em gặp nhau thì bọn này mới ngủ với nhau. Có luôn. Có luôn. Rồi mới trên lỗ đích hay trên chỗ nào vậy? The fuck? What the fucking shit, man? Bro. Ôi, không nhúc nhích luôn á. Ủa nó không nhúc nhích luôn á. Đó chắc solo. Chắc solo xì quá. Sao, rồi sao em, câu chuyện nó sao tiếp em? Thì em chỉ đọc, ở trên Play đôi thôi nha. Ừ. Con người yêu của thằng kia. Con người yêu của thằng kia nó mới đăng phốt là mày ngồi trên người yêu tao mày nhảy như ngựa và mày kêu mày còn chính hẽ. Ý là con này kinh nghiệm nhiều á. Ý có nghĩa là vậy. Xong rồi cái là bắt người yêu thằng kia donate cho con này bao nhiêu tiền đó. Có chuyện đó luôn. No. Thì cái lần đó cái con người yêu của thằng kia nó đăng mà nổi tiếng luôn. Bọn em tưởng con tại con Kim Anh á là nó ở Buôn Ma Thuột chỗ em. Xong rồi em chưa gặp nhưng mà em tưởng sau cái vụ đó thì chắc nó phải nghỉ play đua luôn á. Nhưng mà nó vẫn không nghỉ. Cái job làm ta mà em nghĩ lấy gì ăn. Không, nó làm nhiều việc mà nhưng mà ý là cái vụ nó lớn lắm luôn á, cái vụ con Kim Anh chắc phải lớn nhất luôn á. Dễ thương mà. Ôi. Thì vậy thì mới được donate mấy chục triệu cho anh. Bắn trễ rồi. Ủa hai thính luôn hả? Được hai thính luôn hả? Tại vì cái bao trước nó không bắn á. À. Ừ, bắn rồi. Ui thấy rồi. Mới thấy nó. Ôi bị kẹt, có đập bắt. Ủa em thấy nó rồi. Ê Thành. Lát thôi Kim Anh vô hỏi rồi. Đúng rồi, hỏi. Biết rồi, nó hàng lát donate ba mấy triệu đô. Đúng rồi. Em hỏi nó trả lời cho em à. Ai biết. Thằng đó ở Úc. Ủa mà sao phải donate lại chứ vậy? Căng phát nhỉ?
Trúng duyên rồi. Ủa nó chào ở đây lẹ dữ ta. Cái thằng bên phải thôi. Nhà chó em ơi. Trong nhà chó luôn. Hai thằng luôn đó. Cái thính mình đâu ta? Cái thính của mình đâu rồi? Gần rớt rồi, gần rớt rồi. Căng nhỉ. Có chơi có chịu chứ. Hồi đầu tiên con ý là thằng kia có người yêu rồi thì con người yêu thằng kia nó bóc phốt chứ không phải là thằng nó bóc phốt đi đâu. Ừ. Nó phải thú thật với con người nó kể ra. Nó kéo là rồi khó bắn quá. Nói chung mà về có bộ bên đây mà về Việt Nam mà phải chấp nhận mấy vụ đó. Ăn thua mình thôi em. Thì đúng rồi. Nhưng mà ý là giờ phát hiện cũng đâu làm được gì. Trong nhà cháu không? Groza. Thành ơi lấy Groza nè Thành. Có 1249 nè Thành. Ôi gần Thành quá kìa. 2 2 nha. Cành bò ngàn nhà chó kìa. Ôi hai viên rồi đó. Một thằng bên phải mình nữa anh ơi. Gần á. Một thằng nhà chó nha mà thương. Mép mép mép. Mép nhà chó. Em chưa thấy. Cái bọn khói nó chạy kìa. Mình có bò bò chứ không bò. Chứ chứ mình vô chứ. Có cái Roya kìa, 1249 nha. Thôi, bao nhiêu rồi? Ồ này nó chạy bằng cách gì hay vậy ta? Bên đường, bên đường. Mình qua đường nhìn bên trái. Vô que SLR rồi, bắn khó quá. Trời, barrel bắn ghê vậy. Ôi. Đây nó hồn này. Ui sao thằng nó biết em ở đây mà nó bắn ta. Nó còn lựu đạn vô kìa. Nghe đá luôn em, nghe đá luôn. Ôi hay vậy. Cái thằng Barry nó bắn kinh. Á mà lựu đạn trúng mình hay vậy. Nó cấu kiện không thế. Sao sao em mới gắn ba cái quạt thêm mà cái nhiệt độ của em nó giảm ta. Quạt gì? Quạt trong cái PC á. Em bỏ cho tủ lạnh cho rồi đi. Mới gắn thêm 3 cái luôn à. Giờ nó nhiêu độ? Em biết là thành không hả? 75. Cao dữ vậy? Ừ. Nickname mèo á. Không. Để anh coi của anh coi. Thực ra mà nói là em là cái đứa chưa bao giờ được một cái đại gia thuê mấy thằng biết mấy mấy em chưa bao giờ. Của anh coi là 49. Hồi hồi chưa em check lúc bạn mới gắn vô á. Thì tầm có 38, 40. Ờ. Em gắn quạt á, nó hút ra hệ thở vô. À, em nghĩ là nó hút ra. Của em nó có mà nó hiện thị chữ chữ gì á, không có hiện thị chữ độ. Cái airflow, em coi cái airflow nó chỉ như vậy mà.
Em để cái tay vô coi nó thở ra tay em hay là hút vô. Nó thổi ra khí lạnh. Được, nó cổ hành nó cũng thổi ra khí lạnh. Ủa mà sao lên bảy mấy dữ vậy? Không, em gắn em gắn ba chỗ. Một cái bên trái, hai cái bên phải với một cái ở trên. Thì hai cái hai bên nó thổi vô, rồi xong cái ở trên thổi ra. Kỳ không? Hiểu ý không? Hiểu hiểu hiểu. Mình Yeah. giống bảy mấy đồ hả? Cao vậy. Còn vụ gì hot nữa không? Của anh có 49 à. Kỳ vậy. Của anh là tổng cộng 5 cái quạt. Em là 4K. Còn vụ gì nữa? Okay. À, của con Min 8 tuổi này. Ví dụ 8 tuổi nó vì 300 nghìn mà. Có nghĩa là cái thằng kia nó phải đăng một bài là cần thuê một bạn đi chơi ở Hà Nội đó. Em không nhớ thành phố gì xác ở Hà Nội đó. Thế là con này mới nhận kèo thì sau khi lên nó chơi á, thì trước khi đi á, thì con này nợ tiền nét 100 nghìn. Thế là con này mới nói với thằng đó là con này nợ tiền nét 100 nghìn thì bà đó không có cho đi. Thì thằng này mới bảo là đưa số tài khoản của bà chủ nét để nó chuyển khoản cho hay là đó trả 100 nghìn đó rồi nha. Sau này lên trên Hà Nội đi chơi với thằng này thì sau khi đi chơi cả ngày về thì thống nhất là 300 nghìn. Thế là trả 300 nghìn tiền công á. Ừ. Thế là sau khi chơi về buổi tối thì tự nhiên con này với thằng con này tự nhiên đi về cùng thằng này á, xong rồi hay đi ra nhà nghỉ. Thế là nó ôm ấp trong lúc ôm nhau á thì con này mới mới bảo là mẹ nó đang nằm viện bị ốm. Nên là nó cần tiền á, nó mượn thằng này tiền nhưng mà thằng này không có cho. Thế là sau đó thế nó về kiểu nó qua nó lại nó móc nhau thế nào á, thế là bọn này cãi nhau. Ừ, bọn này cãi nhau. Thế là con này nó bóc phốt, con này nó mới bóc phốt là user gần gần player á. Này né ra. Nếu mà người ta không muốn thì làm sao mà được á. ừ Xong cái bọn nó chửi con này vì 300 nghìn thôi mà. đúng rồi Thì đúng, em thấy đúng. thôi chết rồi tôi rồi, thấy lượm cái súng là muốn đi chỗ khác chơi rồi. Ôi, giờ bắn hụt ta. Đang kể chuyện là phải nhảy chỗ này bắn bắn anh. Hai chấm á. Anh hai chấm. Năm chấm. Tại vì em chết. Nhảy cái này ngon, nhảy xa xa cái. Rồi không chuyện tiếp. Giờ sao, trả hạt đúng không? Ừ, nhảy xa xa cái đi. Không, từ từ không chuyện. Mà trai hạt là phải top 1 phải không? Chết mẹ ơi, em để qua cái cặp ở trong lớp Rồi cũng hỉ luôn. rồi. Chết tôi rồi. Chắc không. Có dọn vệ sinh mà quên. Mất thì không mất đâu nhưng mà bà dở thôi. Không, hồi thôi hồi hồi chiều. Hồi chiều em test xong cái đi ra luôn, em quên cầm cặp theo. Làm được quá hay làm không được thì sao vẫn làm được. Kiểu kiểu như là kiểu như tự tin không? Ui, ba dăm ba cái bài kiểm tra không rồi Ủa đừng. em nhớ có Có cái mặt đi đâu mà đường em nhớ có cầm về phải có em phải cầm về mới có chìa khóa em vô nhà chứ bỏ trong xe đi bộ mà rồi trên xe buýt rồi đi bộ. đi bộ. Ủa trường gần lắm mà. Trường em từ chỗ em đi tới trường em đi bộ khoảng 15 Còn vụ này hay nữa Mai Phương. Nghe Mai Phương nói chuyện rất vui lắm. Biết Mày thường nó cũng khoái hết drama quá À, thường tối nào cũng kể chuyện cho Kêu nghe mà. Thích tình cho thành vô nghe ké được không? Vô group Mai Thương kìa, kể cho nghe. Má sao nó lên sao sao nó cao dữ vậy ta, hay là em gắn sai ta, Gắn lại nhưng mà gắn sao mới đúng. lên Tại vì mạng em coi coi em coi nó chỉ thì nó chỉ là cái airflow như vậy là ok, mà hai bên thổi vô rồi xong ở trên thổi ra. uh-huh.
cái nhưng mà nó nóng là nóng cái gì, nóng cái CPU hay là nóng cái GPU? CPU đó, nếu mà nóng CPU là ngày mai á, Nó nóng GPU. GPU là càng màn hình rồi. Giờ càng màn hình em bị quá tải rồi. Đâu quá tải đâu. Em chơi game này á. Em có chơi game này thôi gì. Ừ. Nóng gì. Game này nặng mà đâu phải nhẹ đâu em. Nhiều khi em vô em chơi game này á. Vậy nè. À, đúng rồi ha. Yeah, maybe. Ngày Ngày mai mai em không có chơi. bây giờ á em lát em chơi xong phải không, em thoát game này ra em reset máy luôn rồi em đăng nhập vô máy của em xong rồi em để nó chạy tới sáng, sáng ngủ dậy em coi coi nó bao nhiêu độ, nếu mà nó vẫn còn 75 độ á thì em phải coi lại coi cái overclock của cái GPU em có bị sai không, có bị quá quá nhiều không, rồi nếu mà nó trở lại bình thường á anh nghĩ chắc nó overclock, nếu mà nó trở lại bình thường thì tức là tại cái game. Em nghĩ của em không có overclock đâu. Thì cứ thử đi. Để nó chạy qua sáng đêm đi. Em gắn để em coi là nó khoảng tầm 38-40. Wow. Nhưng mà lúc đó em chưa chơi game mà đúng không? Đúng rồi. Ờ. Gắn xong cũng như là không gắn. Lúc em không gắn nó cũng tầm vậy. Cái quạt đó nó chỉ là support một phần nào đó thôi em, giảm bớt cái hơi nóng cái máy ra thôi chứ không phải là nó 100% support hoàn toàn, hiểu không? Em đang tính làm cái water cooling á, má mày nghe nói mệt lắm. Water cooling là nó chỉ cho cái CPU thôi. Vậy hả? Rồi chứ Thành như định làm mà xong rồi nghe nói thay nước 3 tháng lần này nọ. Nghe đồ hắn làm. Bao lâu rồi em chưa 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 máy? Em mới chùa hôm qua xong. Ờ. Mới chùa hôm qua. Em mới dùng cái air spray mới xịt cho cỡ 4 tháng trước à. Giờ nó bụi tùm lum đấy. Qua chấm Mà đỏ. không biết chùa sao. Mua mấy cái air spray xịt Thì em cứ xịt, cỡ em thổi bụi ra thôi, có gì đâu, dễ mà em. Em thổi khi nào mà nó không còn ra bụi nữa thì thôi. Đừng mấy chỗ phun hàng đó chỉ thổi cho mấy cái mấy mua cái cỏ, em biết cái cỏ mà sơn nhà không, nó mềm mềm á, cái cỏ nó mềm mềm á, quẹt quẹt nó ra. mùi cọ trang điểm á. Ừ cũng được, quẹt nó ra dễ Em thấy mà. bụi lắm mà em chưa vệ sinh bao giờ. Chưa gì là một cái slogan bán anh ta. Anh là một tháng anh làm lần. Để dòng sau đi. Để bao sau bắn. Rồi tiếp tiếp Mai Thư, chỗ này không có người này. Nhận Mai Thư nó phá hết drama quá Em không có hit mà là nó quá nổi đúng không? Ví dụ như con Kim Anh thì ok em hit thiệt tại vì nó ở chỗ em. Thì người chỗ em thì em biết thôi. Anh ít khi nào quan tâm mấy cái đó, có người nói mới biết thôi. Cộng đồng mà cái bài nó cứ đập vào mặt chứ đâu có muốn biết đâu. Sợ anh là cái nói mà thì trên này hoài kinh kỳ quá. Ở khu mình có ai không quên nữa không? Không, ai không. Fear all the way. À, em biết mấy vụ thôi nhưng mà nhiều lắm á, nhưng mà em biết mấy vụ không? Vậy là cũng hay rồi, anh còn không biết cái gì, anh còn không biết con nào là con nào. Kim Anh thì biết rồi. Còn vụ con gì mèo 8 tuổi thì chưa. Min 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 Rồi Minh 8 tuổi. Thế là Minh Vũ. Min hả? Tại cái vụ đó thực ra em cũng không quan tâm đâu. Nhưng mà Ừ. nó quá buồn cười tại vì cái vụ 300 nghìn mà nó đi phốt ngược thằng kia, bị thằng kia phốt ngược á. Đó. Thấy rẻ tiền quá. Hình như nghe trên trẻ. Thả im cha đi. Ăn bánh trả tiền mà nó có gì đâu bóc phốt làm gì. Mới đây nó có cái con mà con nó thêm có một vụ nữa mới đây hôm qua hôm kia gì á, có nghĩa là nó chơi với thằng nào chơi play đùa mà thằng nó có người yêu rồi, thế là thằng này nó mới kiểu nó nạp tiền play đùa để đưa đấy cho người yêu nó, thì con này chửi
Vui chưa đâu. Thế là con người yêu nó mới đọc được. Thì nó đăng lên, nó bảo là mày có cái quyền đéo gì mà trường yêu tao. Rồi bắt thằng đó donate cho con đó rồi chứ. Hấp dẫn vậy. Gheo nha gheo. Đó, em ấy nha em. Thì em không thấy đẹp. Em mà cứ hỏi là đẹp không là sao gheo. Thì yêu là nó đẹp không, nó mới có mấy cái quyền nữa chứ anh. Chưa chắc à. Không. Nó xấu quắc gì, nó nói đó. Không, không phải xấu quắc nhưng mà không đẹp. Một khi đã bị cưa đổ thì có xấu đẹp cỡ nào cũng dính, hiểu không? Một khi đã đớp trúng thính rồi thì cỡ gì cũng dính. Với lại cơ bản là với người mình yêu thì kiểu gì cũng đẹp. Exactly. Khi mà yêu đã bị kiểu như thích một ai đó, dù người ta làm gì. Tự nhiên mình sẽ thấy cái đó đẹp thôi. Yêu vẫn thấy đẹp mà. Giờ là Gheo chưa biết yêu rồi. Giờ là Gheo đến với người yêu của Gheo bằng sợi xác thịt đúng không? Bỏ đi nha em. Sai Gheo bị ép em. Ở tù nha em. Ép không? Gheo cứ nói lời đi. Đâu, nó yêu con ta xong nó chặt nó ba làm bánh bao ăn á. Ủa sao cái nhà nào cũng lướt hết trơn vậy, what the hell? Dư cấp. Dư cấp 6 nha. Dư cầm đen ai cần không? Chưa anh. Anh vào lấy luôn. Lẹ luôn. Em cần cốp. Nè. Cho thì lấy. Có. Có luôn cho anh đi. Em cần cấp 3 không? Không. Anh có cấp 4 mà. Cấp 6 nè. Không luôn. Vì mày thương á, mày thương cần. Mày thương chứ em mới cho anh đâu, anh chưa không tâm gì. Ủa biết. Ủa tôi tưởng ông hỏi tôi trả lời. Ủa hay. Anh cần cầm bê. Không biết đâu. Mày kêu em mà anh kêu không biết là sao. Vừa bài đạn xịn ai lấy không? Lấy. Anh thấy bạn đạn xịn với bạn đạn thêm nó cũng như nhau mà em. Nó hơn nhau nửa giây thôi chứ mày. Nhưng mà cái quick draw á, cái quick draw với lại các băng đạn thêm mà lại khoái quick draw hơn. Thì đúng rồi. Anh biết nửa giây đó nó ra đạn xong lắm. Và đó với anh 40 viên á. Tại vì đó, đối với nhiều người ta có thể cái tật thay đạn á. Thành ơi. Em cũng vậy, em cứ bắn một viên này cũng thay. Vậy hả? Đối với anh thì có 40 viên thì nó cũng như nhau. Chỉ trừ khi nào quick draw với lại băng nhận thêm thì nó khác. Còn Gheo thì... Còn 5 viên Gheo không thay. Là ông có bắn thằng kia tạc tạc. Còn kiếm anh giờ mình có cái sốt nữa mà nó không lên cộng đồng. Sao Thành biết? Có gì anh? Em nghe kể thôi. Em nghe kể là em nghe một phía đó, cẩn thận á. Còn cái vụ kia thì đúng rồi, tại vì con đi úp hết tin nhắn luôn mà. Thằng yêu nó đi úp hết tin nhắn lên luôn. Con này đâu thanh minh gì đâu. Con này chỉ có nói là nó không biết thằng đó có người yêu á. Cấp 4. Trong khi nó để thằng đó đã để trong điện thoại. Ừ, để ảnh người yêu. Xào xào á em ơi, nó biện hộ cho nó đó. Cấp 4 này ai lấy không? Không, không. Cho 30 mấy triệu luôn. Ngủ đêm có sao đâu. Còn hơn là mấy con người mẫu. Cái quan trọng á là con này nó còn chuyển ngược cái con người yêu của thằng kia. Đó là vấn đề. Và nó còn nói với thằng đó là còn chi các thứ để kiểu như để thêm tiền á. Còn xin. Xin em lỗ lít à. Đưa mà bố mình dư nè. Thời luôn á, giờ thời 2019 ai còn quan trọng cái vụ đó nữa đâu, thiệt. Ờ, nhưng mà nó làm như nó là trong sáng à. Cô gái dễ thương trong sáng gì á. Ngọc Anh hả, nó biến. Nó trong sáng mà.
Gặp ai là biến à, trả dép cho bố đi về. Chứ ở đó mà còn chinh. Brazil. Em còn chinh nè. Ờ đúng rồi, em hai cây mía luôn mà còn chinh. Còn đóng băng ở trong á. Đồ mẹ nó đóng mạng nhện luôn. Thì còn chấp nhận được nhưng mà con trai. Nó đóng mạng nhện đó luôn em, kéo tơ luôn mà. Ủa tại tại sao con gái chấp nhận được mà trai chấp nhận được? Ủa lý tại do? Con trai. Thì con trai nó ấy sao? Nói gì? Ủa. Nó sao? Nó phải chơi bời phải không? Nó giữ lâu hơn đúng không? Ủa tại con gái sao? Thì nó giữ. Thì con trai cũng giữ được mà. Có không kìa? Giữ cái gì? Giữ giữ lô đít. Thì lô đít không biết còn không. Không, riêng keo hay lô đít nó hết rồi. Nhưng mà cái là còn. Còn cái kia thì mà đóng, nó đóng bằng dạ nè, nó bích lỗ lên luôn rồi. Tại bị đâm mua à, nếu có đâm gì ra đâu. Phải lấy top 6 không? Không. Phải lấy chiếc bá đồ. Có. Anh có pháo hoa này mọi người. Bắn đi, rồi. Ở đây có một cái nữa nè, anh có một cái nữa nè. Không bắn. Ở phía này của mình clear mà, bắn chỗ này nè. Giờ chờ máy bay bắn hay giờ bắn? Nói nhiều, nó bắn luôn. Chết mẹ rồi, nó dòng xuống rồi. What the f... Anh đĩa lên nè, giống như bữa anh gheo nè. Bắn lên rồi, nó bị fail rồi. Ôi sao anh Thành được, anh không được. The fucking shit. Anh bắn lại rồi. Anh bắn không chĩa lên trời thẳng. Anh chắc chắc là anh múa, anh lo nhảy nhảy. Kéo chuột xuống. Ủa viên đạn giống bữa anh gheo bắn. Nguyên đường cong luôn, nguyên cầu vòng. Tụi hướng đúp chuẩn bị qua nè. Đúng đất chuẩn bị qua nè. Đấy bị bắn được kêu mình ra nha. Vô đây luôn. Bye bye. See you next life. See you after life. Hẹn em ở một đời khác đi trong khổ hơn. After life kiếp sau á. Ý thích nữa. Hấp dẫn. Rồi sao nó rớt ra? Rớt cái được ba thính rồi. Hấp dẫn rồi. Anh lấy ba lô với giáp rồi. Ai muốn lấy gì lấy. Ôi Gale không tham gia hả? Ôi khỏe quá. Rồi. Rồi thế à? Ôi ốp kìa. Ốp kìa, ai lấy đi. Gale lấy ốp à? Anh lấy cái ốp nha. Anh lấy. Rồi anh lấy ốp. Nó không lấy anh lấy. Không lấy thiệt hả? Em bắn cái kia. Em bắn cầm bè không? Nó có cầm bè chưa? Có. Ok, cool. Cái gì? Cái gì? Có cầm bè rồi. Ôi, nó mở hội kìa. Thấy luôn nè. Anh dục khẩu gì vậy? Thấy rồi. Anh dục SKS em.
Gale có SKS mà. Rồi, hết thấy rồi. Ý, the fuck, đạn đâu lạc quá đấy vậy? Nó bên đồ bên này rồi. Đợi nút cam á. Nó phải chạy qua đây. Thấy luôn này. Ui, em thấy ai bắn cùng bên kìa. Anh á. Nó chạy qua phải rồi. Nó chạy qua đường nhỏ, cái đạch nhỏ. Cái đường rạch nhỏ cẩn thận. Anh đang cây cầu lớn nè. Ê, sau lưng mình có nè. Nóc thằng sau lưng nè. Nóc hai thằng nè. Anh bắn sau lưng đó nha, anh không biết đâu nha. Ma nọc 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 hai rồi, tức quá. Trong nhà chó thằng ngay gần rít ấy, gần thành bỏ thành đi, bỏ thành cứu cũng được, bỏ cũng được á. Nóc hai rồi nha, em có nước không thôi. Có đây hả? Em một hai bình. Cái này lấy nha. Ở đây nữa. What the fuck? Có xe ở dưới. Nên là xe xuống luôn rồi. Trên đồi có nha em. Nó xui thiệt đó chứ. Nhìn phải nha, chắc phải nha. Là dưới đó luôn nè. Dưới nó xong là chưa còn tìm phiêu. Kê kê ngoài bo xanh. Đừng đứng im, em đứng im bên phải. Nó ngoài bo. À sai một lũ này. Bên phải em. Phải luôn. Kè ấy gì, câu giờ thôi. Câu giờ thôi. Đằng nào nó cũng chết bom. Nóng ba đây nè kìa. Nóng ba này kìa. Hai đầu bốn rồi trời.
Đâu 2 bắn 3 bắn 1. Lúc nãy anh bắn bao nhiêu thằng? Tiếng nãy anh nốc 2 giết được 1 à. Mà bên bên đó 4 người luôn. Nên là 2 bắn 3 bắn 1 ạ. Quên lấy đạn rồi. À, có thể là 2 bắn 2 bắn 2, nhưng tùy. Lấy bờ tường kia kìa. Nó thấy rồi, nó thấy rồi. Ôi, em chờ ẩu quá. Hên có đầu ba nữa nha. Nó thấy mình vậy ta. Lên kìa, bên phải, lên bên phải rồi. Hai nhì. Nó bắn lẻ kia trước khi bắn gheo hay quá. Nghỉ. Tạm biệt mọi người. Nghỉ à? Ừ, cho em cũng nghỉ luôn. Ừ. Rồi sao bây giờ 4 giờ rưỡi luôn rồi. 3 rưỡi rồi hả? 4 rưỡi rồi. Ok. Ok thôi mình nghỉ. Nghỉ anh Khao ơi.